Vâng, Camilo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5, em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến toàn thể các bác một mẫu thiết bị cho bác đi sự kiện này, gia đình này, phòng hát này. Thì đây là nhằm đáp ứng theo nguyện vọng của rất nhiều khách hàng. Thì bên Hiếu Minh là đáng nhẽ dừng đối nhập với dòng này rồi. Nhưng vì rất nhiều bác ở xa này, ở trong vùng xa mà đơn vị em không thể đến cài đặt được, hoặc những các bác đang sử dụng âm ly, hoặc những bác đang sự kiện mà ở vùng xa một số anh em có thể không đến tận nơi được, thì đây là một thiết bị có thể là cực kỳ hữu hiệu cho những bác nào đang chơi. Đó là XTR 2.0, đó là thiết bị chống hú chuyên biệt, chuyên nghiệp. Đây, số lượng em về bằng thực tế nhé, ngày 14 tháng 5 2021, 100 chiếc về, mỗi thùng 10 chiếc, hàng nhập khẩu chính ngạch sản xuất Trung Quốc. Thì báo cáo bác thì nói đến thiết bị chống hú thì trước đây thì nó rất là phổ thông, nhưng từ khi có vang những chiếc vang số và bọn em set up tận nhà thì gần như là cũng không phải cần nữa. Nhưng đối với những rất nhiều các bác ở xa, hoặc trước đây những các bác đang sử dụng những bộ dàn cũ, hoặc những bác đang phòng hát mà anh em thợ xa mà tay nghề có thể chưa tốt, thì có thể sử dụng kèm theo những con chống hú này, nó rất hiệu quả, hữu ích cho các bác đi làm sự kiện, gia đình và cũng như là đi show hoặc phòng hát cũng vậy. Và cái phiên bản 2021 này thì báo cáo bác là phiên bản đặc biệt. Tại sao phải nói từ đặc biệt? Là phiên bản mới nhất mà em cập nhật về phục vụ bác, với thiết kế nó khác hẳn luôn. Đó là ở bên cạnh đây nó sẽ có hai con thạch anh nhỉ các bạn. Mà trước đây thì thường bên phiên bản gọi là trước đây mà hay bán gọi phiên bản thiếu ấy, thì đây là phiên bản đủ. Sử dụng hai con thạch anh luôn nhá. Và sử dụng đến hai chip IC xóa số và 246 con IC phụ. Vì nói chung là linh kiện đợt này là tất cả những sản phẩm của nó là nó sử dụng phủ hết linh kiện chất hơn, nên nó đắt hơn một tí so với trước các nhá. Trước em bán con này nó rơi 1 triệu, thì bây giờ em bán con này nó phải rơi được 1 triệu 150, bác sĩ là 1 triệu 2 các nhá, nó đắt hơn một chút vì là sử dụng phần bo của nó, sử dụng nó chất lượng hơn. Các nhìn vào phần bo nguồn xung này, nó cũng rất là tỉ mỉ. Phần bo nguồn xung của nó này, bo nguồn xung này nó đảm bảo cho bác ở trên đỉnh áp thấp các nhá. Thiết bị chống hú chuyên biệt hai đường ra, nhìn trông rất đơn giản nhưng không đơn giản một chút nào. Tại sao nó đắt ngang ngửa gần như một con vang cơ? Các nhìn phía sau của nó đây, các linh kiện nó sau, tất cả linh kiện dán hết bao nhiêu, chip dán hết bao nhiêu, mặt trước chip dán, mặt sau là linh kiện dán những con R, con C, phía sau nó tương ứng với một con tụ, con trở nhá. Các nhìn linh kiện dày đặc luôn đấy, cái công nghệ nó bo gọn lại vì phíp màu đen. Những con C là con tụ các nhá, những con R thì nó sẽ con nào trở này, nó chở 3 mạch màu, 5 mạch màu, các bác tưởng tượng khi nó cắm thành chở. Linh kiện dày đặc luôn, thì nó tương ứng với con vang luôn, thì nó co gọn lại bằng linh kiện dán thôi, rất là chất lượng. Và đợt này thì nó sẽ có han thạch anh đây, phụ bác anh em. Thì như thiết bị chống hú nó sẽ giảm thiểu chống hú đạt được ngưỡng tầm 80% đến 85%. Và tùy theo cấu trúc các bác chỉnh những tối thiểu vậy, còn đôi khi các bác chỉnh tốt thì nó đạt đến khoảng 90%, 95% các bác nhá. Đấy. Chống hú chuyên biệt XTR 2.0, phiên bản vẫn là phiên bản sử dụng đợt này là phiên bản đặc biệt, và vẫn là vỏ cắt tông các nhá. Phiên bản từ xưa đến nay vẫn bán là vỏ cắt tông các bác anh em. Thông báo cho bác Hoàng về, mà hôm trước rất nhiều bác gọi mà em không biết hôm nào về nên em không hứa trước được, mà hôm nay đã về hàng rồi. Thì các bác cũng anh em có nhu cầu, bác ở xa có nhu cầu mà hiện tại đang bộ dàn nó khó chỉnh, không tinh chỉnh, mà xung quanh đấy nó không có thợ set up, thì những mà hay bị rú rít thì những chiếc chống hú này sẽ cơ động cho các bác được. Còn những bác ở Hà Nội mà đơn vị em ở gần thì em có set up tận bác tận nơi, hay những bác ở Sài Gòn, hiện tại bên em có cơ sở trong Sài Gòn là 76A Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, thì bên Hiếu Minh cũng hỗ trợ set up tận nhà cho các bác, thì các bác không phải mua những sản phẩm này. Còn những bác ở xa hay anh em show sự kiện cần cơ động, hoặc bác là anh em đi phòng hát mà ở xa có nhu cầu, thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị Hiếu Minh Auto nhá. Một đơn vị bán và cung cấp rất nhiều các sản phẩm. Thì thực ra hôm nay bên em về nhiều lắm các bạn này, 100 chiếc chống hú nhá. Ngoài ra bác nhìn này, đấy, hàng về. Em quay này có biết rồi đúng không ạ? 300 chiếc quản lý nguồn, 300 chiếc quản lý nguồn nhá, người thật việc thật. Em quay lại kho của Hiếu Minh luôn, nhập khẩu bên trước của MB. Một mã thôi, em nhập rất nhiều. Anh em đại lý, thợ thuyền, cửa hàng có nhu cầu nhập hàng thì liên hệ trực tiếp với em,
hoặc các bác có nhu cầu mua lẻ thì liên hệ trực tiếp đơn vị em nhé. Thì các bác mua những mẫu quản lý nguồn này thì được bên Hiếu Minh là tặng kèm cho bác một cặp dây bác nhé, một cặp dây tín hiệu vào và một tín cặp dây tín hiệu ra để các bác có thể cắm. Thì để hiệu quả ấy, thì nó sẽ có hai cách cắm. Thứ nhất, để hiệu quả để cắm hai đường mic riêng biệt thì nó sẽ hiệu quả hơn, thì nó mất đến tận hai cặp dây. Thì cắm hai đường mic riêng biệt thì nó sẽ đi được hai đường mic riêng biệt và nó sẽ hiệu quả vấn đề chống hú tốt hơn. Còn đâu em sẽ tặng bác một cặp dây đi chung bác nhá, đi chung giống như đi chung đường số mi trên mic ấy. Thì các bác trường hợp là các bác đi show lớn ấy, thì cái XTR 2.0 này nó sẽ đáp ứng cho bác được là sẽ đi được hai đến 4 mic được. Nếu có cắm đi chung thì sẽ cắm được 4 mic, còn nếu các cắm riêng thì sẽ cắm được một bộ mic, còn góc đi chung thì sẽ đi cắm được 4 mic là tương ứng với hai bộ mic các bác nhá. Đấy. Các hàng chuẩn của nó sẽ là một tầng trước nữa là cái đèn nó sẽ đèn đục lớn. Đó. Và cái thứ hai là để xuất xứ rất là made in China, chạy điện 100V đến 240V, nguồn xung chạy điện rất là thấp, chạy được điện thấp được các bác nhé, các bác yên tâm. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.